Galaxy Alpha là cái tên mới nhất trong rất nhiều dòng smartphone của Samsung. Với sức mạnh vượt trội, thiết kế đẹp, nhiều tính năng hay và camera ấn tượng, đây là sản phẩm chủ lực ở phân khúc smartphone trung cấp. Galaxy Alpha được thiết kế vuông vức hơn với những góc bo tròn và cắt góc để tạo nên sự khác biệt. Viền kim loại chạy quanh khung khiến cho nó toát lên sự chắc chắn và có chút gì đó sang trọng lịch lãm hơn hẳn. Và với việc thay đổi phong cách thiết kế này, Samsung đã thành công khi khiến nhiều người trầm trồ về vẻ đẹp của nó. Không ngon khi nói rằng Galaxy Alpha là chiếc smartphone đẹp nhất hiện nay của Samsung. Galaxy Alpha chỉ dày có 6,7mm, nhẹ cũng là một ưu điểm tuyệt vời khi nó nặng chỉ có 115g. Với việc võng và nhẹ như thế thì khi sử dụng cầm lâu sẽ không bị mỏi, có thể thoải mái chơi game, lướt Facebook, đọc truyện mà không còn lo lắng gì nữa. Các nút bấm vẫn được bố trí theo kiểu truyền thống của Samsung. Nút nguồn bên cạnh phải, nút chỉnh âm lượng bên cạnh trái, ở dưới là cổng sạc micro USB và phía trên là giác cắm tai nghe 3,5mm. Mặt sau vẫn là lớp vỏ nhựa cao cấp với vân giống Galaxy S5, nhưng các vân được bố trí dày hơn. Nhìn chung thì thiết kế của Galaxy Alpha rất đẹp, hợp lý, cầm vừa tay, mỏng và nhẹ cũng là một ưu thế. Đây là một chiếc smartphone có thiết kế tốt. Camera chính 12MP, chụp hình với tỷ lệ 16:9 chứ không phải 4:3 như thông thường. Giao diện công cụ chụp có nhiều chức năng tùy chỉnh, đặc biệt là cơ chế đo sáng trung tâm, ma trận, đo sáng điểm. Chụp hình HDR Live View, chụp trước lấy nét sau với 3 điểm nét tùy chọn. Giải nhạy sáng ISO tùy chỉnh từ 100 đến 800. Galaxy Alpha cũng cung cấp việc chụp ảnh rất nhiều hiệu ứng tùy chọn có sẵn. Ảnh chụp từ Galaxy Alpha có chất lượng khá tốt, đặc biệt là với những ảnh chụp close up. Galaxy Alpha cân bằng ánh sáng khá ổn, đủ cho người dùng phổ thông sử dụng tốt trong hầu hết hoàn cảnh ánh sáng phức tạp khác nhau. Một điều nữa là với camera trước có góc rộng, giúp cho người dùng có thể chụp tự sướng tốt hơn, nhất là khi chụp ở chế độ beauty face. Có khi bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy hình của mình chụp. Bộ thư viện công cụ chỉnh sửa hình ảnh giúp ta có thể chỉnh sửa nhanh hình ảnh vừa chụp. Ta có thể crop, resize, xoay ảnh hoặc là chỉnh độ sáng, độ tương phản, chỉnh màu riêng biệt. Nhất là những người thích dùng hiệu ứng cho hình mình chụp như là hiệu ứng giả cổ, trắng đen, vàng, xám. Ngoài ra, có thể thao tác nhanh một số tùy chỉnh như là xóa mắt đỏ, làm sáng khuôn mặt, làm mờ bức hình. Nhìn chung, đây là bộ công cụ chỉnh sửa nhanh, có đầy đủ những tính năng mà ta có thể dễ dàng thực hiện trên smartphone trước khi chia sẻ. Galaxy Alpha xứng đáng là chiếc smartphone đứng đầu dòng trung cấp hiện nay của Samsung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của HD Việt Nam.